Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi có phóng sự phản ánh đơn thư công dân Phạm Văn Hiếu, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Nội dung đơn thư công dân kiến nghị về việc năm 1995, gia đình ông trúng thầu lò ngói quán Bờ Cao và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với địa phương. Ông Hiếu cho rằng gia đình đã mua toàn bộ diện tích hơn 10.000 m2 và sử dụng mấy chục năm nay. Đây là khu vực quán Bờ Cao, nơi công dân Phạm Văn Hiếu, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đang sử dụng để nuôi thả cá và chăn nuôi. Ông Hiếu cho biết, năm 1988, ông thành lập hợp tác xã sản xuất gạch ngói và làm chủ nhiệm hợp tác xã, có con dấu riêng, hạch toán riêng. Đến tháng 12 năm 1995, ông được Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc mời đấu thầu lò ngói quán Bờ Cao và ông đã nộp 5 triệu đồng tiền cọc trúng thầu. Xét thấy nội dung đơn thư công dân phản ánh là hoàn toàn hợp pháp và chính đáng, theo dấu đơn thư, phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang và công dân có đơn để làm rõ vấn đề công dân phản ánh. Tiếp và làm việc với phóng viên có ông Lương Đình Quyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang và bà Đinh Thị Thiết, công chức địa chính xã cùng công dân có đơn. Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Hiếu cho biết. Tôi nhận cái giấy mời nên tôi đặt, tôi giao tiền đầy đủ rồi thì cũng không có một cái hợp đồng nào trả cho tôi cả. Không có ngày tháng hết hạn mà cũng không có hợp đồng giao là bao nhiêu năm. Từ năm 1995 đến năm 2000, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc không có hợp đồng thầu với gia đình ông Hiếu. Trong quá trình làm việc, ông Lương Đình Quyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc cho biết. Ông Hiếu nộp tiền mà xã không làm hợp đồng. Đấy là cái việc là trong cái thời gian, cái thời điểm, các cái thời kỳ. Các ông chí lãnh đạo các thời kỳ, những thời kỳ trước thì trong công tác quản lý thì nó hết sức đơn giản. Chỉ phiếu thu này thôi, ông cứ làm. Có lẽ là tôi nghĩ là không có hợp đồng. Không có hợp đồng. Chỉ có phiếu thu, ông phiếu thu nộp tiền. Tiền này thì lại vào ngân sách nhà nước, xã là phải nộp ra kho bạc. Thì đây nó là đất công điền thuộc Ủy ban xã quản lý. Trong cái kế hoạch chia ruộng năm 1993, đất chuyên dụng người ta nói rất rõ, nêu rất rõ là đất xây dựng cơ bản, đất giao thông, đất làm thủy lợi, đất nghĩa trang, đất sản xuất gạch ngói. Nó là đất chuyên dụng, nó là đất công điền thuộc Ủy ban xã quản lý. Thế nên là mình sử dụng thì bắt buộc mình phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thôi, chứ còn không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì chính quyền địa phương bắt buộc phải yêu cầu ông di chuyển tài sản trên đất, trả lại mặt bằng để ủy ban xã thông báo cho thuê thầu công khai. Thế thì ông Hiếu ông ý kiến là bây giờ là đất ông căn cứ vào cái giấy mời năm 1995 chỗ đồng chí chủ tịch Nguyễn Văn Tiền ký vào cái phiếu thu sản xuất gạch 5 năm đấy. Ông bảo đây tôi trúng thầu là đất của tôi. Thế và Ủy ban xã căn cứ các cái bản đồ hồ sơ pháp lý giải thích rất nhiều và bây giờ cái thứ nhất là đất công điền thuộc Ủy ban xã quản lý. Bắt buộc là phải thực hiện đối với những hộ thuê thầu là phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nếu không thực hiện nghĩa vụ tài chính, tức là Ủy ban xã buông lỏng công tác quản lý đất đai để thất thoát ngân sách nhà nước. Ông Hiếu thì ông vẫn cứ ý kiến là đất của nhà ông ấy thôi. Thế thì xã cũng mời lên rất nhiều lần từ năm 2022, 2023. Vừa rồi xã cũng đã tổ chức đi giải tỏa. Cho biết về nguồn gốc diện tích đất công dân đề nghị, công chức địa chính xã Vĩnh Khúc cho biết. Bản đồ đo đạc hiện trạng 2016-2019 thì khu lò gạch của ông Hiếu được thể hiện trên bản đồ tờ số 9 thuộc thửa 53, diện tích là 1.033,5 m2 và thửa đất số 16 diện tích là 1.433,4 m2. Tờ số 5 thuộc thửa 835 diện tích là 4.265,7 m2 và thửa 839 diện tích là 6.761,8 m2, tổng diện tích là 13.494,4 m2 ạ. Là đất lúa ạ. Đất ủy ban xã quản lý ạ. Như vậy là diện tích khu vực đất gia đình ông Hiếu đang sử dụng hiện do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Nếu gia đình ông Hiếu không ký hợp đồng thầu và không thực hiện nghĩa vụ tài chính,
thì chính quyền địa phương sẽ giải tỏa, yêu cầu gia đình di rời tài sản đi nơi khác để Ủy ban nhân dân thông báo giao thầu hoặc đấu thầu công khai. Phần tiếp theo của chuyên mục chúng tôi xin trích dẫn những quy định của pháp luật về đất công ích. Mời quý vị và các bạn cùng tham chiếu. Theo khoản 1, điều 132 Luật Đất đai 2013 thì đất công ích được hiểu là quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương. Đồng thời, việc lập quỹ đất công ích được căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương mà mỗi xã phường thị trấn sẽ được lập quỹ đất công ích theo quy định. Ngoài ra, đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5%, thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương. Theo khoản 3, điều 132 Luật Đất đai 2013 quy định về việc cho thuê đất công ích như sau. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình công cộng của xã phường thị trấn, bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 5 năm. Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã phường thị trấn theo quy định của pháp luật. Luật Đất đai 2024 cũng quy định người dân được đền bù đất nông nghiệp cũng sẽ được hưởng thêm một số khoản chi phí như chi phí hỗ trợ di dời vật nuôi, chi phí hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, theo Luật Đất đai 2024, người dân cũng sẽ được hưởng thêm rất nhiều quyền lợi về bồi thường, đền bù tái định cư khi bị thu hồi đất. Cụ thể, căn cứ theo khoản 6 điều 111 Luật Đất đai 2024, người dân bị thu hồi đất nông nghiệp mà đủ điều kiện được bồi thường mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì sẽ được bồi thường bằng đất hoặc nhà ở tái định cư. Theo khoản 5 điều 91 Luật Đất đai 2024, người dân cũng hưởng thêm quyền lợi mới, đó là người dân được bố trí tái định cư xong mới được ra quyết định thu hồi đất. Cùng với đó, theo khoản 4 điều 111 Luật Đất đai năm 2024, nếu hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sống trên một thửa đất ở bị thu hồi mà đủ điều kiện để tách thành từng hộ riêng hoặc có nhiều hộ gia đình chung quyền sử dụng một thửa đất bị thu hồi mà diện tích đất được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình thì sẽ được xem xét hỗ trợ giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, bán cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở đối với các hộ gia đình còn thiếu. Luật Đất đai quy định đất được nhà nước giao cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án sẽ bị thu hồi. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng. Hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi mà không bồi thường.